Quý vị đang xem chương trình trên kênh tin tức tổng hợp Việt News. Kính chúc quý vị sức khỏe bình an và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Sau đây xin mời quý vị theo dõi những nội dung chính trong bản tin của ngày hôm nay. Nóng, Tô Lâm đang quyết tâm dồn Phạm Minh Chính vào ngõ cụt khi con đường tranh chiếc ghế tổng bí thư đang ngày một tiến gần. Kính thưa quý vị, hậu trường chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam rối bằng rối tung với sự việc ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đốn hạ liên tiếp 3 chiếc ghế trong bộ máy tứ trụ từ ông Nguyễn Xuân Phúc liên quan đến kiếp Tết Việt Á đến ông Võ Văn Thưởng liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn và ông Vương Đình Huệ liên quan đến tập đoàn Thuận An. Điều này cho thấy rõ ràng ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đang có một sức mạnh vô đối. Điều này cũng có nghĩa rằng ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đang thắng thế và đà tiến công của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm như thế trẻ trẻ trong giai đoạn hiện nay. Hơn thế nữa, nhiệm kỳ đại hội 14 tới đây đang đến rất gần mà đối thủ trực tiếp của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đang được xác định rõ ràng chỉ còn lại ông Phạm Minh Chính là đối thủ đáng gờm nhất. Thế nhưng, hàng loạt câu chuyện liên quan đến ông Thủ tướng Phạm Minh Chính thì cũng đang bị ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nắm thóp trong tay. Hiện nay, dư luận đang đặt ra câu hỏi rằng với sức mạnh của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm như vậy thì ông này sẽ dừng lại sau khi đốn ngã thành công chiếc trụ của ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thì ông này sẽ dừng lại hay là ông này sẽ tiếp tục chơi tới ông Phạm Minh Chính trong những ngày tiếp theo. Mặc dù ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm có chơi tiếp hay ngừng lại trong khi nể tình với ông Phạm Minh Chính vì những vấn đề liên quan tới việc liên kết liên minh trong vấn đề đốn hạ những chiếc trụ, những chiếc ghế nối trên mà ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm dễ dàng bỏ qua cho ông Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, vấn đề bỏ qua hay không bỏ qua thì chưa bàn xét đến, nhưng vấn đề liên quan tới câu chuyện tranh giành chiếc ghế thì một người như Tô Lâm nhất quyết ông này sẽ không buông xuôi với những đối thủ nào có ý định lăm le chiếc ghế tổng bí thư. Nhưng nói đến ông Thủ tướng Phạm Minh Chính thì phải kể hàng loạt những sai phạm rúng động của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính này là dính dáng trực tiếp đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, mà hiện giờ ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm xem bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn như một cái gai trong mắt mà không thể nào nhổ được khi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã bỏ trốn tại Đức mà Tô Lâm chưa có cách nào để hay ho hơn trong việc đưa Nguyễn Thị Thanh Nhàn về quy án và nắm toàn bộ những lời khai trong tay của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn này để mục đích triệt hạ với những đối thủ chính trị tiếp theo. Tất nhiên là chơi hay không chơi với Phạm Minh Chính thì chưa ai biết được, nhưng câu chuyện với một người như Tô Lâm luôn muốn nắm phần cán chứ Tô Lâm không bao giờ nắm ở phần lưỡi. Bởi vậy nên khi có những lời khai của Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì chắc chắn Tô Lâm lúc đó sẽ yên tâm rất nhiều và không phải lăn tăn về nhiều vấn đề các đối thủ chính trị tranh giành ghế tổng bí thư với mình, mà đặc biệt là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính như những người làm chương trình của chúng tôi đã bộc bạch đến quý vị. Với những sai phạm của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính trong thời gian dài thì liên quan đều trực tiếp đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Hơn thế nữa, đến giờ phút này đã có thông tin cho rằng ông Phạm Minh Chính và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là một cặp đôi trời sinh với nhau. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là bồ nhí của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Hơn thế nữa, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng đã sinh con cho ông Thủ tướng Phạm Minh Chính và hiện nay con gái chung giữa ông Thủ tướng Phạm Minh Chính và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang sinh sống tại Anh. Nói về bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, bà là một người gây sóng gió trong chính trường trước đại hội 13 và đặc biệt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn này có những dự án rất khủng mà ai cũng biết rõ ràng đằng sau lưng câu chuyện của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn này không phải là tự bà xây dựng mối quan hệ mà phải chắc chắn có một quan chức nào đó đứng sau. Hơn thế nữa, các quan chức đứng sau thì không phải là những quan chức bình thường mà có thể lôi kéo được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn này nổi lên trong suốt thời gian dài như vậy. Quan chức đứng sau phải là một quan chức cỡ to bự mà người xác định rõ ràng ở đây không ai khác, chính là ông Phạm Minh Chính, một đối thủ trực tiếp mà ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm muốn dọn dẹp đi chiếc ghế cuối cùng sau khi ông này đã đấu hạ trụ thành công với những chiếc trụ vừa qua. Theo đó, tham vọng của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đúng là không thể nào có điểm dừng được. Hàng ngàn tỷ học hàm học vị và đụng đến nhóc nhà thì nó vẫn chưa đủ. Năm 2017, Nhàn đã chạy để cho tạp chí Forbes Việt Nam đưa tên mình vào danh sách là công bố 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất của Việt Nam năm 2017. Xếp trong top 10 cùng với các chính trị gia là ủy viên của Bộ Chính trị như là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, bà Tòng Thị Phóng hay là bà Trương Thị Mai trong giai đoạn lúc đó. Vậy là có thể nói mức độ khủng của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn này nó được ai chống lưng và được ai tiếp tay.
Công ty cổ phần tiến bộ quốc tế IIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thực chất là một công ty buôn người và lấy danh nghĩa là đào tạo rồi xuất khẩu lao động là cái nách mà IIC móc túi người dân để đăng ký đi xuất khẩu lao động. Những năm mà IIC đưa công nhân đi bán sức lao động tại thị trường Đông Âu, Trung Đông và Bắc Phi, tiền môi giới khoảng từ 2.000 đến 3.000 đô la một người, chưa kể đến các khoản thu trời ơi đất hỡi khác mà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn này đã thu lại một số tiền khổng lồ mà có sự tiếp tay chống lưng của ông Phạm Minh Chính đứng sau. Sau này thì bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn lại chuyển qua khai thác thị trường xuất khẩu lao động Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc. Số tiền mà công ty IIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thu được đã nhân lên gấp mấy lần và họ kê khai ra đến hàng loạt các khoản thu mà người đi lao động xuất khẩu chỉ nhắm mắt đưa chân và không đủ thời gian để tìm hiểu. Một là tiền môi giới, hai là chi phí dịch vụ, ba là chi phí đào tạo kỹ năng, bốn là chi phí dạy ngoại ngữ tốc hành, năm là tiền đặt cọc chống trống, sáu là chi phí khám sức khỏe, bảy là tiền visa, giấy tờ khác, vé máy bay, và tám là chi phí phụ phát sinh nếu có như là áo quần, đồng phục, sách vở, giáo trình, vali, vân vân. Ai thắc mắc của IIC ném ra, nào là Nghị định 95 năm 2013, Nghị định của Chính phủ, Thông tư Liên tịch 16 năm 2007 và tiền môi giới và tiền dịch vụ trong hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Thông tư 21/2013, Thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về mức trần tiền ký gửi xuất khẩu lao động tại một số thị trường. Thế nhưng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đều vượt qua tất cả nhờ có sự chống lưng của quan chức đứng sau. Công ty IIC có mạng lưới nhiều tầng nắp và khắp ở các tỉnh thành để thông báo săn tìm nguồn hàng xuất khẩu lao động. Nhiều nam thanh nữ tú ở nhiều miền quê, thậm chí là miền núi, bị xuất khẩu lao động của IIC chiêu dụ, bỏ học, bỏ ruộng đồng, rủ nhau cầm cố sổ đỏ cho ngân hàng vay, vay cho đủ 15.000 đến 20.000 đô la để đóng trọn gói đi Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v. Rất nhiều những đau thương, hệ lụy xảy ra từ xuất khẩu lao động, thân phận của người lao động nơi xứ người mà báo chí ở trong nước và cả nước sở tại đã nhiều lần làm rõ những thiên phóng sự và cảnh báo cho sự việc xuất khẩu lao động này. Trong phạm vi của bài viết này, chúng tôi không đi sâu vào những vụ việc này, mà đi sâu vào vụ việc của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bị ai dắt mũi, và điều đặc biệt là trước sự chạy trốn của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, ai là người đã thông báo cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn này chạy trốn, ai đã chống lưng cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong suốt thời gian vừa qua. Tất nhiên rồi, không ai khác, như chúng tôi đã thông báo đến quý vị, đó là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Một thời gian dài, ông Phạm Minh Chính được biết đến là người tình của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, và ngược lại, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng đã sinh con cho ông Phạm Minh Chính. Hiện nay, con chung giữa hai người đang sinh sống tại Anh Quốc. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và IIC không chỉ dừng lại ở xuất khẩu lao động, mà bà ta còn cho lập hàng chục công ty con trên toàn quốc và tạo thành IIC Group. Lĩnh vực mà bà Nhàn này công khai, công bố, nhúng tay vào không khác gì một chính phủ thu nhỏ, mà chính phủ ở đây thì lại là dính dáng đến ông Phạm Minh Chính điều hành hàng loạt những vấn đề kinh tế, bất động sản, y tế, giáo dục, dạy nghề, đào tạo nhân lực, xử lý ô nhiễm và kiểm soát môi trường, chống biến đổi khí hậu, khoa học công nghệ, giao thông, công nghệ thông tin, phòng cháy chữa cháy, đầu tư, tư vấn, tài chính ngân hàng, xuất khẩu lao động, v.v. Không có lĩnh vực nào mà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn không dính đến. Từ năm 2008, qua nhịp cầu của bà Nguyễn Thị Kim Ngân dưới sự chống lưng của các ủy viên trung ương, mà cụ thể đó là ông Phạm Minh Chính, giúp cho bà Nhàn này đấu thầu nhiều dự án, nên bà Nhàn này đã có biệt danh là Nhàn đấu thầu và trở thành siêu lừa có hạn trên thế giới này. IIC đã thành lập công ty cổ phần bất động sản IIC để ôm hai dự án lớn hàng chục hecta ở thành phố Hà Nội, rồi sau đó bỏ hoang từ đó cho đến nay và gây kiện tụng và phản độ trong dư luận nhân dân rất lớn. Năm 2010, Ủy ban Nhân dân của thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nam Sơn cho IIC theo hình thức BOT xây dựng kinh doanh chuyển giao, với kỳ vọng là sẽ quyết được bài toán quá tải rác thải sinh hoạt kéo dài nhiều năm. Nhưng sau khi ôm đất vàng của thành phố và ôm đất lúa của người dân để phân lô bán nền hoặc là bỏ hoang rồi tháo chạy, không thực hiện dự án, thì Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã gây ra nhiều bức xúc cho chính quyền sở tại và đặc biệt là người dân trong đất nước, đã phản ánh rất nhiều câu chuyện liên quan tới bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn IIC. Năm 2013, IIC lại ăn được phi vụ khổng lồ khi nhập 150 lò đốt rác thải cũ của Nhật Bản với tổng giá trị là 45.000 USD.
nhưng bán cho các bệnh viện làm lò đốt rác thải y tế, tổng thu khoảng 300 tỷ đồng. Đến tháng 9 năm 2013, một phi vụ lừa thành công nữa của AIC, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã thầu xây dựng và lắp đặt vận hành nhà máy rác thải An Khê với tổng vốn đầu tư cho nhà máy lên đến 117 tỷ đồng. Nhà máy này xây dựng xong không hoạt động được do máy móc cũ hư hỏng và AIC của bà Nhàn đã ôm gần 120 tỷ đồng để bỏ chạy, để lại chủ đầu tư là Ủy ban Nhân dân thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai một đống sắt bỏ hoang từ đó cho đến nay. Như đã nói ở trên, bờ nhờ vào bảo kê của các anh chị đại, mà cụ thể ở đây là người tình của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, tức là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính, mà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn vẫn thắng thầu rất nhiều các dự án trăm tỷ, ngàn tỷ trên khắp cả nước từ đó cho đến nay. Tại Hà Nội 41 tỷ thì AIC đã trúng gói thầu số mua sắm thiết bị học tập từ Sở Giáo dục và Đào tạo của thành phố Hà Nội. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì đề án thí điểm mô hình đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục tiểu học từ lớp 1 đến lớp 3 tại thành phố Hồ Chí Minh năm học 2014 đến 2015 với kinh phí thực hiện là 4.000 tỷ đồng. AIC của bà Nhàn đã nhập laptop của Trung Quốc với giá là 900.000 về bán chi dự án là 5 triệu đồng trên một cái laptop. Như vậy vốn bỏ ra tầm 500 triệu đồng nhưng lại thu về đến 4.000 tỷ đồng. Người ta ước tính bà Nhàn đã xây được 3.500 tỷ đồng. Tại Bắc Ninh, 99 tỷ gói thầu mua sắm thiết bị tin học và thiết bị phòng học đa năng cho các trường học. Tại Sơn La, 11 tỷ gói thầu lắp đặt nâng cấp hệ thống xử lý chất thải y tế bệnh viện. Tại Tây Ninh, 99 tỷ gói thầu thuộc dự án nâng cấp cải tạo hệ thống xử lý chất thải y tế của bệnh viện. Tại Đồng Nai, 64 tỷ gói thầu xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế cho các trung tâm y tế phòng khám. Và tại Gia Lai là 20 tỷ với hàng loạt các gói thầu nhỏ. Như vậy, trong thời gian vừa qua, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã nhúng chàm đến hàng loạt các dự án trăm nghìn tỷ, nhưng đến nay chỉ có một vụ án liên quan đến tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Đồng Nai đưa ra xét xử. Vậy thì còn hàng loạt những dự án còn lại, trong thời gian tới đây, Tô Lâm sẽ tiến hành làm rõ và điều tra công khai những quan chức nào đã tiếp tay chống lưng. Và tất nhiên rồi, không ai khác, những người làm chương trình của chúng tôi đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, ông Phạm Minh Chính đang đứng sau, và đặc biệt hơn, những thế mạnh mà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng thầu đều liên quan tới sự việc phát triển kinh tế và liên quan đến hàng loạt các mảng mà do ông Thủ tướng Phạm Minh Chính này lãnh đạo và thao tóm. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đi đâu cũng nổ tung trời rằng AIC Group khai dân trí Việt Nam, mở ra một cánh cửa quốc gia thông minh. Báo chí thì thổi AIC Group thành một doanh nghiệp tiên phong trong việc cung cấp các thiết bị, giải pháp công nghệ phục vụ cho quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh cho các địa phương và các đơn vị, vân vân. Nhờ vậy mà khắp 63 tỉnh thành và các bộ ban ngành đã trải thảm đỏ đón liên tục bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn này đến xây dựng và bấm nút đề án thông minh công nghệ 4.0 thời gian trước đây. Và đơn giản, nơi nào cũng muốn địa phương đơn vị của mình thông minh, không ai muốn đơn vị địa phương của mình lú đi. Và cứ như thế thì hàng ngàn tỷ khắp mọi miền tự nguyện chui vào túi của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Và vì thế, chỉ buông nước bọt mà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tự tin phấn đấu đạt doanh thu là 1,2 tỷ USD trong một năm. Theo đó, không những khoản đầu tư kinh tế để kiếm tiền mà Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn đầu tư cả về chính trị. Bà Nhàn đã kết thân với ông Trần Đại Quang từ thời của ông ta mới lên làm Bộ trưởng Bộ Công an, và họ đã nồng nàn như là anh em họ và em gái mưa với nhau. Cuối tháng 7 năm 2017, trong chuyến thăm Cộng hòa Belarus, thì ông Trần Đại Quang đã ngất xỉu mấy lần phải vào bệnh viện của Belarus. Căn cứ trên đánh giá lâm sàng, các bác sĩ điều trị đã nghi ngờ ông này bị nhiễm xạ. Về nước, gia đình của ông Quang muốn đi Hoa Kỳ để chữa trị, song bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã thuyết phục là cứ sang Nhật để điều trị, mọi vấn đề cứ để cho bà này lo liệu. Ngày 21 tháng 9 năm 2018, thì ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã từ giã cõi đời về họp chuyên đề cùng với cụ Cờ Mác và cụ Lenin. Ngay lập tức sau đó, thể chế cộng sản thật là hay, làm việc cho quốc gia lên đến trưởng ban nội chính trung ương như ông Nguyễn Bá Thanh mà còn lâm trọng bệnh, và cả tổ chức của đảng lẫn ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe trung ương đều vô trách nhiệm và phó mặc cho Vũ Nhôm cùng với một tay bác sĩ vô danh, tức là ông Phạm Trần Xuân Anh tháp tùng đi Mỹ chữa bệnh. Đến khi chết thì ban bảo vệ sức khỏe trung ương cũng không biết là rõ câu chuyện bệnh của ông Nguyễn Bá Thanh là câu chuyện bệnh gì.
Lần này cũng vậy, họ cũng để cho gia đình của ông chủ tịch nước và em gái Mưa, tức là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn này, muốn làm gì thì làm với ông Trần Đại Quang. Và kết quả là ông Trần Đại Quang đã ra đi, còn trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe trung ương như ông Trần Quốc Triệu thì nói bệnh của ông Quang là do virus lạ, thế giới này chưa biết. Còn phó ban giáo sư Phạm Gia Khải thì cho rằng bệnh máu ác tính. Trước thềm đại hội 13 của đảng, cái tên Nguyễn Thị Thanh Nhàn được nhắc kèm với một nhân vật được cho là tham gia vào cuộc đua tranh giành một ghế tứ trụ đó trong khóa 13 là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương, tức là ông Phạm Minh Chính trong giai đoạn lúc đó. Rồi đến giờ phút này, ông Phạm Minh Chính lại nhảy xuống chiếc ghế thủ tướng, mà đặc biệt với hàng loạt những thâu tóm trong thời gian vừa qua, thì Nguyễn Thị Thanh Nhàn lại dính dáng trực tiếp tới ông Thủ tướng Phạm Minh Chính này. Cần nói thêm, năm 1993, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn kết hôn, sinh được hai cô con gái, đa mang để rảnh tay ngoại giao, thì bà này đã ly dị chồng ở quê nhà, và từ đó đi đâu bà Nhàn này cũng nói bóng nói gió về các mối quan hệ nghiêng trời cùng với dáng dấp của những người đàn ông quyền lực trong bóng tối, mà Phạm Minh Chính nổi lên như một ngôi sao sáng trên bầu trời. Thời còn là bí thư tỉnh ủy của tỉnh Quảng Ninh, người ta thấy ông Phạm Minh Chính đi với bà Nhàn nhiều hơn là đi bên vợ của mình. Đề án đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015 đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là của bà Nhàn vẽ ra, và ông Phạm Minh Chính hô hào là cả hệ thống chính trị Quảng Ninh phải giúp bà Nhàn triển khai cho bằng được dự án này. Trăm tỷ hay là ngàn tỷ ở tỉnh Quảng Ninh đã chảy vào túi của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn IAC này. Và câu hỏi dành cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang trả lời cho sự việc này, phải chăng ông Phạm Minh Chính đang làm gì với tỉnh Quảng Ninh? Những ngày này, hàng trăm đơn thư tố cáo bay về làm việc với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tiểu ban nhân sự, tiểu ban an ninh, chính trị nội bộ, đại hội 13, vạch trần Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng với các chính trị gia hàng đầu, trong đó ông Phạm Minh Chính, một cái tên nổi lên như sao sáng trên bầu trời, mà đến nay ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đang muốn nhổ đi cái gai trong mắt. Không biết rồi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ xử lý ra sao. Nhưng có một điều người dân ở những nơi mà bà Nhàn đi qua đều cho rằng những phi vụ lọc lừa kiếm tiền trên sức khỏe của người dân, sự hình thành nhân cách và tri thức của học sinh là kiểu kiếm tiền khốn nạn và tồi tệ vô đạo nhất của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, mà có sự dính dáng tiếp tay chống lưng của các quan chức từ thời ông Phạm Minh Chính làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh đến khi ông làm trưởng ban nội chính trung ương, rồi đến giờ ông làm thủ tướng chính phủ, thì có hàng loạt những dự án liên quan tới vấn đề mà bà Nhàn sai phạm ở đâu thì đều có bóng dáng của ông Phạm Minh Chính ở đó. Những kẻ ngồi trên đỉnh cao chối lỗi bán rẻ lương tâm và câu kết hút máu nhân dân làm nghèo đi đất nước thì kẻ đó sẽ bị sớm xử lý trong những ngày tới đây. Khi vấn đề tranh chiếc ghế Tổng Bí thư đang đến ngày một gần, Tô Lâm chắc chắn sẽ không tha cho Phạm Minh Chính. Mặc dù có triệt hạ hay không thì vấn đề này chưa biết rõ. Nhưng vấn đề đáng nói ở đây là Tô Lâm bằng mọi giá phải nắm được những sự việc rúng động, nắm thóp Phạm Minh Chính ở trong tay. Và liên quan đến những sự việc này, những người làm chương trình của chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị trong những bản tin của những ngày tiếp theo. Quý vị đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất mà những người làm chương trình của chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị trong bản tin lần tới.